Như mọi người cũng đã biết thì mình là một người con rất là quan tâm đến bố mẹ. Sáng thức dậy mình thường chào đón mẹ bằng một cái ôm rất là nồng ấm. À, mẹ ơi! Làm gì vậy? À, mày định làm gì tao đấy? Làm cái gì đâu. Con định chào buổi sáng mẹ thôi mà sao mẹ phản ứng quyết liệt thế? Ui giời, rách việc. Để tao đi ăn người này. Đi con nhau với, con hộ mẹ một tay. Cái rồi. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Cô nói với hộ mẹ nhổ cái. Hả? Mẹ đến 1, 2, 3 nhổ nhá. 1, 2, 3. Cái gì? Sao mày nhổ tao đi? Mày ra chỗ khác tao làm việc còn hơn. Để ý kỹ mới thấy mẹ làm việc một xíu là dễ mỏi mệt hơn chút nhiều. Hết thở dốc lại mỏi gối. Bấy lâu nay mình vô tâm quá, không chú ý đến các tín hiệu đề kháng yếu của mẹ. Ôn! Mày có xuống không đấy? Để cho tao còn bỏ sắn vào chứ. Đấy, mày lại giấm hết vào cả ngô cả làng tao rồi. Nát hết rồi. Teo 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 teo. Con tặng mẹ này. Cái gì này? Đây chính là sữa Värna Colostrum từ Nutifood, Thụy Điển, có chứa sữa non Immunel, giúp tăng đề kháng nhanh, hỗ trợ sức khỏe cơ và xương, tốt cho tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa. Con để ý dạo này mẹ có những tín hiệu đề kháng yếu như là hay mệt ngang này, hoặc là mỏi gối. Mẹ nên uống 2 hộp mỗi ngày để đề kháng luôn khỏe mạnh nhé. Thôi mẹ cứ uống đi nha, con đi nấu bánh sắn ăn đây. Xin mời xem mìn. Ngon không mẹ? Ngon. Thật không? Không. Bạn nào muốn chủ động gia tăng sức đề kháng cho bố mẹ thì có thể tham khảo Värna Colostrum nha.